một cái thông tin cực mừng cho toàn dân trong cái đất nước Mỹ này, trong đó có cả luôn người Việt Nam. Từ đây về sau, khi quý vị đi làm việc, quý vị sẽ được trả lương cao và không bị cạnh tranh bởi những người di dân bất hợp pháp. Vào ngày hôm qua, Tổng thống Trump của chúng ta chính thức tuyên bố sẽ dùng quân đội trục xuất tất cả di dân ra khỏi cái đất nước Mỹ này, để cho người hợp pháp hợp lệ đi làm để được trả lương đúng theo cái sức lực mình bỏ ra. Tại vì trong thời gian vừa qua di dân lậu nhiều quá, ok, cho nên các chủ kinh doanh hãng xưởng công ty nó mướn di dân lậu, nó trả rất là bèo. Tại vì di dân lậu mà nó làm giá như nó cũng làm, quý vị nha. Rồi đó là cái nội dung thứ nhất. Nội dung thứ hai, chỉ còn trên dưới 60 ngày, tại sao Tổng thống Mỹ Joe Biden làm cái điều này với Tổng thống Trump? Vào ngày hôm nay, buổi sáng hôm nay, tính theo cái giờ của đất nước Mỹ, Ukraine đã chính thức dùng những cái quả tiễn tên lửa tầm xa mà ông Biden ra lệnh ngày hôm qua thụt sâu vào lãnh thổ chú Nga rồi, quý vị ơi. Cách đây mấy chục phút, Ukraine đã thụt mấy chục quả tên lửa tầm xa mà ông Biden cho phép đó, thụt sâu vào lãnh thổ Nga rồi. Tại sao ông đẩy Tổng thống Trump vào chân tường, đưa cả cái loài người này cận kề chiến tranh hạt nhân? Vì sao và tại sao trong suốt thời gian qua ông ta không ra cái lệnh này, mà tại sao ông ta ra trong lúc mà Tổng thống Trump chuẩn bị tuyên thệ nhậm chức? Ông ta định để lại một cái mối lo âu, một cái hậu quả để Tổng thống Trump dọn dẹp chiến trường, quý vị ơi. Đó là cái nội dung thứ hai. Nội dung thứ ba liên quan tới người đứng thứ hai trong cái đất nước Triều Tiên, đó là em gái của chú Út, bà Kim Jong gì đó, ai đồng đổ. Bà nói là bà sắp hết kiên nhẫn được rồi, bà chuẩn bị bập Hàn Quốc bằng hạt nhân. Đó là những vấn đề mình sẽ chia sẻ trong phần số 1. Sau khi kết thúc, mình sẽ vào phần số 2 cùng nhau bình luận vào mẫu xẻ. Tôi thì xin tổng chào everybody một cái bấm like để chúng ta có động lực và tinh thần. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Chiêu Rì, nằm trên đường Bel Air trong khu nhà hàng Kim Sơn. Số điện thoại là 281-495-4345. Cuối tháng này, sau ngày lễ tạ ơn, thì tiệm vàng của anh Đức có 3 ngày đại hạ giá, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật. Một năm chỉ có một lần nha quý vị. Nếu quý vị bỏ lỡ cơ hội này thì quý vị phải đợi tới 12 tháng nữa. Thì 3 ngày này tiệm vàng của anh Đức sẽ on sale tất cả hộp sòn, vàng, vòng, châu báu, đồng hồ, Rolex, vân vân và vân vân. Cái đó chưa hết đâu, mới có phần nữa thôi. Và quý vị sẽ được những cái món quà đặc biệt, những cái món quà độc lạ từ tiệm vàng của anh Đức nhé. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đi vào. Hồi hôm qua tôi này cập nhật được một cái thông tin. Đây nè quý vị. Công ty cổ phiếu DJT của Tổng thống Trump mới vừa mua lại một cái công ty, nó gọi là BKKT. Thì hồi sáng này Tony Lê có để trong cái channel của Tony Lê về cái cổ phiếu này, ok. Từ hôm qua đến hôm nay nó bắn lên 200%. Có rất là nhiều bà con nói trời ơi Tony, sao không chia sẻ thông tin sớm sớm, bây giờ tôi mới nhìn thấy. Tại vì quý vị không chịu cập nhật channel Tony Lê từng giờ, từng giây, từng phút. Bởi vì quý vị mới không thấy những cái thông tin made money như thế này. Quý vị muốn giàu sang phú quý, muốn làm ra nhiều đô la thì phải cập nhật channel của Tony Lê từng giây, từng phút, từng giờ. Ok, Tony Lê la làng lên cho quý vị, mà tại quý vị xem trễ thôi. Ai biểu quý vị xem trễ làm chi đâu. Bây giờ quý vị xem trễ thành ra quý vị mua bị mắc nè, rồi không có lời nè, vân vân và vân vân. Rồi đấy, bây giờ mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Chút xíu nữa mình sẽ bàn về cái chuyện túi tiền, từ từ. Okay. Mình sẽ đi vào cái nội dung thứ nhất. Vào ngày hôm qua, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo Hàn Quốc phải trả giá đắt vì đã gửi truyền đơn qua biên giới của nước này. Bà này là người quyền lực thứ hai trong cái đất nước Triều Tiên. Bà này tên là Kim Yo-yeon. Bà này là thành viên ủy ban quốc chủ Triều Tiên. Em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà ta cảnh báo là cái sức chịu đựng của Triều Tiên không còn nữa, có thể là phải bấm nút hạt nhân vào Hàn Quốc. Trong lúc cả cái thế giới này nó đang loạn xà ngầu, mà bây giờ cái bán đảo Triều Tiên nó còn gây cấn như dây đàn nữa quý vị ơi. Chỉ còn có trên dưới 60 ngày nữa thôi, tổng thống của Trump của chúng ta sẽ trở lại tòa đó. Hy vọng là chú Ổn đừng có bấm nút hạt nhân trước khi Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc nha quý vị. Tại vì sao? Nếu mà chú Ổn bấm nút hạt nhân thì dĩ nhiên Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ, Nhật Bản và Mỹ sẽ nhảy vào và quánh tưng bừng khói lửa ở cái bán đảo Triều Tiên này. Coi như chúng ta hơi mệt rồi. Đó là cái nội dung thứ nhất. Sau đây mình sẽ đi vào cái nội dung thứ hai. Vào ngày hôm qua, đây, tại sao Tổng thống Mỹ Joe Biden lại ra một cái lệnh cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để bắn vào lãnh thổ của chú Nga trong cái thời điểm này? Trong suốt 2 năm mấy vừa qua,
Chú Bảy đã hỗ trợ hàng trăm tỷ đô la cho Ukraine, nhưng ông ta không có mở chối cho cái chuyện vũ khí. Tại sao chỉ còn có mấy chục ngày cuối cùng nhiệm kỳ mà ông ta lại chơi cái cú chót này? Đó là có thể vì cái thế lực ngầm nó muốn quậy tưng bừng khói lửa lên trước khi Tổng thống Trump vào tòa bạch ốc, và để lại cho Tổng thống Trump một cái mối lo âu và mất thời gian để mà nó có thể là đổ thừa Tổng thống Trump chuyện này chuyện nọ chuyện kia là điều thứ nhất. Nó gây ra cái cuộc chiến giữa Mỹ và Nga như thế này để cho Tổng thống Trump không có thời gian lo cho đất nước Mỹ, không lo cho người dân Mỹ, thì lúc đó nó sẽ lên nó đổ thừa Tổng thống Trump là ông hứa cho nhiều nhưng mà ông chẳng giữ lời hứa, dân dân và dân dân. Cho nên đó là lý do tại sao ông Bảy ông ra lệnh cho Ukraine được sử dụng tên lửa tầm xa. Thì cách đây mấy chục phút, Ukraine đã chính thức sử dụng ít nhất 50 quả tên lửa tầm xa mà ông Biden cho phép thụt sâu vào lãnh thổ của chú Nga rồi. Và chú Nga chú cảnh báo, kể chú cảnh báo, nếu cái điều này xảy ra thì chúng ta sẽ sử dụng hạt nhân, kể tại vì đã vượt qua cái làn ranh đỏ của chúng ta. Cho nên không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây quý vị ơi. Cái tụi dân chủ này nó quậy quá, nó muốn làm cho tổng thống Trump không còn thời gian lo cho dân Mỹ và đất nước Mỹ để mà nó có cơ hội nó đổ thừa chuyện này chuyện nọ chuyện kia. Cái đó là cái nội dung thứ hai. Sau đây sẽ đi vào cái nội dung thứ ba, một cái thông tin vui cho tất cả những người hợp pháp và đang sống trên cái đất nước Mỹ này. Trong suốt 4 năm vừa qua dưới cái thời tổng thống Mỹ Joe Biden thì di dân lậu nó đã ùa vào đất nước Mỹ hàng chục triệu người. Nó làm cho nền kinh tế đi xuống, nó làm cho gánh nặng trên vai của những người hợp pháp đi làm đóng thế, ok, alright, tại vì nó xài tiền thế của chúng ta rồi, rồi. Nó làm cho những người hợp pháp đi làm bị lương ít, tại vì sao? Di dân lậu nó bất chấp trả nó bao nhiêu nó cũng đi làm việc. Cho nên những người chủ doanh nghiệp, hãng xưởng công ty mướn di dân lậu trả tiền rẻ, thành ra làm cho người hợp pháp bị thất nghiệp, bị trả lương rẻ, ok. Cho nên sau khi Tổng thống Trump được tuyên bố thắng cử thì vào ngày hôm qua tại thủ đô Washington DC, Tổng thống Trump sẽ xác nhận, sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc và sẽ thực hiện lời hứa trong cái chiến dịch tranh cử của mình, sẽ dùng quân đội để trục xuất những người di dân lậu ra khỏi cái đất nước Mỹ này, để cho nền kinh tế không còn bị một cái gánh nặng, để cho người dân Mỹ không bị gánh nặng trên vai là tiền thuế mình đi làm tụt quần lo cho cái chuyện tào lao mới lao, rồi để cho công dân Mỹ được trả lương tương xứng với cái sức mình bỏ ra, không bị trả rẻ, ok, không bị cạnh tranh. Alright, thì đây cũng là một cái thông tin cực mừng cho người dân Mỹ và đất nước Mỹ quý vị nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào phần số 2, cùng nhau bình luận và mổ xẻ. Thì ngày hôm qua đi chê thi của Tổng thống Trump nó bắn ngược lên 32 đồng, nhưng mà cái đó không phải là cái vấn đề đâu quý vị. Cái vấn đề mà Tony Lê có chia sẻ hồi sáng này trong cái tên của cổ phiếu trong cái channel á, đó là cái công ty này nó liên quan tới crypto, đồng điện tử, và Tổng thống Trump đã chính thức mua ngày hôm qua cái công ty này, ok. Thì đùng một cái vừa tuyên bố mua cái công ty này thì cái công ty này nó bắn lên 200%, và bây giờ nó vẫn còn đang bắn. Cái tên cổ phiếu là BKKT, đọc là BOT, ok. Chút xíu đó Tony Lê sẽ cho quý vị xem. Thì vừa nghe được như vậy thì Tony Lê đã nhảy vô đốt 100.000 đô la liền, đốt 100.000 đô la liền, ok. Tony Lê bị đốt bị hơi trễ, nhưng mà có còn hơn không, kệ, có còn hơn không nha quý vị. Tôi nhảy vô tôi đốt liền 100.000 đồng bạc liền, right here. Đây là cái tên của cái cổ phiếu mà cái công ty Tổng thống Trump mới vừa mua lại. À, hy vọng hồi nó lên nhiều nha quý vị. Hồi nãy nó lên được 36, 37 bạc rồi. Hello anh Bung Lưu nha, hello chị Nguyệt Anh, good morning anh Diệp Nguyễn, hello chị Nguyệt bé bự. Rồi 1 3 chúng ta bấm một cái like để chúng ta có động lực và tinh thần nha. À, hồi nãy á thì Tony Lê cập nhật được thông tin là Ukraine nó đã sử dụng tên lửa tầm xa mà ông Biden cho phép thụt vào lãnh thổ Nga mấy chục quả rồi đó quý vị ơi. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Trời ơi, chỉ còn có mấy chục ngày nữa thôi Tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc rồi, mà cái đảng Dân Chủ này, ông Bảy này không để yên cho chúng ta, không để yên cho cái quả địa cầu này. Tại vì ông ta ra lệnh như vậy, ok, làm cho loài người chúng ta cận kề ăn cái hạt nhân là điều thứ nhất. Các đồng minh ở châu Âu bây giờ người ta thấy ông Bảy này nè, ông ra lệnh như vậy người ta đâu, người ta còn lưỡng lự, tại vì người ta không có mà giống như ông Bảy là tự đưa cái quốc gia mình đi vào cái chiến tranh hạt nhân đâu quý vị. Alright, thành ra trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua các đồng minh ở châu Âu người ta lưỡng lự, người ta chưa cho phép Ukraine
nhưng mà chỉ có một mình ông Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa. Đó, quý vị thấy tào lao mới lao chưa? Alo, buôn xà rong vô kèo, buôn xà rong mấy hôm nay ông về nước Việt Nam sao ông bấm nút ông biến 48 tiếng đồng hồ vừa qua vậy? Các sư huynh sư đệ đó, đang tìm ông quá trời kìa, ông trốn đi đâu vậy? À, hello chị Nguyễn Thu Vân, Tony phân tích đúng, cảm ơn chị nhé. Hello chị Liên Lê, good morning anh Cần Phạm. Dạ cảm ơn chị Châu Lê. Thị trường đỏ quá hả? Đâu có đâu anh, thị trường nó đang xanh mà anh, thị trường nó đang xanh lè mà anh, hồi nãy em mới nhìn em thấy nó xanh á, em đâu biết gì đâu. Dạ nó đang xanh anh nha, hơi hơi xanh xanh. Dạ hồi hôm qua đó, lúc mà Tony Lê la làng lên cái thằng Michael á quý vị, không biết quý vị có mua theo Tony Lê không. Hôm qua có rất là nhiều anh chị hỏi Tony Lê là bây giờ nó 360 đồng có nên mua hay không, bây giờ đùng một cái nó lên gần 400 đô la rồi đấy. Quý vị hỏi tới hỏi lui, càng hỏi nó càng lên cao. Khi quý vị muốn đốt thì quý vị cứ đốt thôi. Ok, hôm qua Tony Lê có chia sẻ đó, khi mà mình quyết định mình đầu tư thì mình cứ đốt thôi chứ đừng có suy nghĩ nhiều. Ok nè, đây nè, cũng giống như cái cổ phiếu này nè. Đấy, công ty tổng thống Trump mới mua ngày hôm qua nó lên gần 200% mà Tony Lê vẫn dám nhảy vô mua nó với cái giá là 33 đô la. Từ 11 đồng mà nó nhảy lên 33 đô, Tony Lê dám nhảy vô mua 33 đô luôn. Đấy, tại vì Tony Lê suy nghĩ là chắc là một chút xíu nữa nó còn lên nữa, thôi mình cứ liều mạng mình chơi thôi, tại vì mình không chơi làm sao mình biết mình thắng hay mình thua, đúng không? Hello Ly Công nha, giờ vô mua trễ quá không anh Tony? Giá ngày hôm qua á em mua 33 đồng đó anh Ly Công ơi, thành ra em cũng liều mạng luôn. Em suy nghĩ là chắc là cái market cap của nó bây giờ gần lên 500 triệu rồi, nếu mà nó lên 1 tỷ thì nó sẽ double cái giá lên. Nhưng mà cái này thì nó dễ dàng lên 1 tỷ tại vì từ qua tới giờ bà con người ta đổ tiền vô quá cả 100 triệu đồng bạc. Từ qua tới bây giờ thông thường mỗi ngày á, trước khi mà tổng thống Trump mua cái công ty này á thì hàng ngày người ta đổ tiền vô tầm vài trăm ngàn à. Nhưng mà sau khi mà nghe tin tổng thống Trump mua cái công ty này một cái, trời ơi, bạc 100 triệu nó đổ vô từ hôm qua đến hôm nay, thành ra cái market cap có thể lên tới bạc tỷ. Thành ra Tony Lê nhảy vô mua 33 đồng luôn ngày hôm qua, buổi trưa nhảy vô mua 33 đồng luôn, đốt 100.000 đồng bạc để nó thử coi như thế nào. Hello chị Tròn Nguyễn, good morning chị Tiffany Quen nha. À cái gì đây? Dạ đúng rồi anh Cần Phạm ơi, dạ ngày hôm qua em cũng nhảy vô mua hết 100.000 bạc đó anh, thử coi sao, tại vì Tony Lê thấy người ta đang đổ tiền vô nhiều lắm, cả 100 triệu đồng bạc. Và cái market cap của nó càng ngày càng đi lên, nó có 406 triệu ngày hôm qua, bây giờ nó lên hơn nửa tỷ rồi. Nếu mà càng ngày nó càng đi lên khoảng 1 tỷ đi thì chúng ta sẽ ok. Hello chị Thúy Liễu nha. Tổng thống Trump lên không biết có giảm thuế không? Dạ giảm chị nha, hoàn toàn sẽ chị sẽ được giảm thuế, giảm thuế cá nhân, giảm thuế doanh nghiệp, giảm thuế everything. Alright, đó là cái chiến dịch vận động tranh cử của tổng thống Trump, sẽ giảm thuế cho người dân Mỹ và cho doanh nghiệp Mỹ để làm gì? Để cho những ông chủ bà chủ có tiền mướn thêm nhân viên để tạo ra công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Đó là cái cách mà tổng thống Trump làm kinh tế. Còn cái cách của tổng thống Mỹ Joe Biden là tăng thuế, thành ra các công ty hãng xưởng nó phá sản, nó làm không ra tiền mà còn tăng thuế nó nữa, thôi nó đóng cửa luôn, nó lay off nhân viên luôn. Đó là lý do tại sao dưới cái thời ông Bảy tỷ lệ thất nghiệp rất là cao. Đó, thấy chưa? Ví dụ tôi là chủ tiệm nail đi, mà bây giờ ông Bảy ông đè tôi ra, ông quánh thế tôi tụt quần đi, thì dĩ nhiên rồi thôi, tôi làm gì nữa thôi, bây giờ tôi không làm luôn, tôi lay off nhân viên luôn, tôi đuổi nhân viên nghỉ, everybody nghỉ đó, khỏi làm. Còn ví dụ tổng thống Trump giảm thuế cho doanh nghiệp, giảm thuế cá nhân thì chúng ta made more money thì chúng ta sẽ mướn thêm nhiều nhân viên, đúng hay sai, thì sẽ tạo ra công ăn việc làm cho người dân Mỹ. Alright, thấy chưa? Một cái cách làm ăn đơn giản giống như đang giỡn mà chính quyền của ông Bảy và bà Harris không biết làm. Alright. Cảm ơn chị Thúy Liễu. Hello chị Linh Phạm, good morning anh Bung luôn nha. Dạ để em ghim cái bình luận anh lên. Hello anh Nghĩa Nguyễn. Good morning anh Tony Trần. Dạ hello chị Tiffany Quang, chào Bung Sà Rong. Dạ hôm nay ông Bung Sà Rong cũng vô rồi kìa, trốn đâu mấy hôm nay nè. Dạ. Vì đảng DC thua nên cùi không sợ lỡ. Dạ đúng rồi, dạ nó quậy cú chót chị Karen ơi. Hồi sáng này ông Ukraine ổng đã lấy những cái tên lửa tầm xa của Mỹ ra, ổng thục qua bên phía Nga rồi, ổng thục sâu vô lãnh thổ chú Nga rồi đây. Không biết một hồi chú Nga chú có chơi lợi hay không, hay là sử dụng hạt nhân hay không, thì cái chuyện đó bên hạ hồi phân giải. Hy vọng đừng có sử dụng hạt nhân nha, tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nền kinh tế. Rồi, ảnh hưởng tới cái thị trường cổ phiếu và chứng khoán nha quý vị. Tại vì khi mà chiến tranh xảy ra thì dĩ nhiên
cái thị trường chứng khoán và crypto nó sẽ lung lay và lúc lắc. Ok, nếu mà hòa bình thì kinh tế nó mới đi lên, còn chiến tranh thì dĩ nhiên nó sẽ lận đận lao đao bèo trôi một biển. Alright. cái gì đây, thằng máy còn nó lên gần $400 rồi bà con ơi. Chúc mừng quý vị, bà con, cô, chú, bác nào mà đã xem những cái livestream của Tony trong một tuần lễ vừa qua. Tony Lê la làng lên từ lúc cái ông Michael này, ổng có $330, ok, ổng còn lên nữa nha quý vị. Alright. Cái ông Ma Rà của chúng ta hôm nay ổng đã trở lại cái con số 19 đồng rồi. Ngày hôm qua Tony Lê mua giá 20 đồng 50 sen. Tony Lê mua 46.000, quý vị nhớ không? Nhớ rõ ràng chưa? Sau đó trời ơi nó sụt xuống 17 đồng. Từ Tony Lê nhảy vô mua 46.000 giá 20 đồng 50 sen. Cái tự nhiên nó rớt rầm rộ, Tony Lê DCA. Từ 46.000 trở thành 200.000 thằng Ma Rà. Đây, tự nhiên đi xe riết, bây giờ cái giá nó còn lại có 18 đồng mấy chục sen. Bây giờ Tony Lê trở thành có lời. Đó là cái cách chơi của Tony Lê. Khi mà Tony Lê đầu tư vô một cái cổ phiếu nào, nếu nó rớt xuống, Tony Lê mua thêm. Mua thêm thì từ giá 20 đồng 50 sen, bây giờ nó rớt xuống còn 18 đồng 50 sen. Thế cho thì bây giờ nó bắn ngược lại giá 19.20 thì Tony Lê made money. Đó, cái cách nó gọi là DCA đó quý vị. Đầu tư này, cái DCA nó rất là quan trọng nha bà con. Đó là tại sao khi ngày hôm qua Tony Lê mới bắt đầu nhấp nó là khoảng 46.000. I don't know tại sao 46, nhưng mà hôm qua Tony Lê nhảy vô mua 46.000 Ma Rà. Cái nó rớt, cái Tony Lê mua thêm. Bây giờ tự nhiên cái Tony Lê sở hữu Ma Rà 200.000 đồng bạc, giá 18 đồng rưỡi. Giờ bắn lên lợi mét mơ đi. Đó, hay không bằng liều. Ok, 1, 2, 3 bấm một cái like cho chúng ta có động lực và tinh thần quý vị ơi. Hello chị Jenny Đăng, good morning chị Liên Nguyễn. Em mới mua vô bờ cờ tê. Dạ ok anh Lý Công, very good. Giá 32 đồng, very good. Hello chị Long Quỳnh, good morning chị Thương Tô. Đảng DC đang quậy buồn, quậy lần cuối. Dạ đúng rồi, chính xác. Mấy ổng bắn liền, sợ tổng thống Trump lên không còn được bắn. Đúng rồi anh Nghĩa Nguyễn. Sáng nay Ukraine nó đem mấy chục quả tên lửa tầm xa mà ông Biden cho phép ra, nó thụt rồi anh nhé. Nó thụt banh xà rong nước Nga một vài chỗ từ sáng tới giờ rồi anh. Không biết ông Nga ổng sẽ làm cái gì đây. Chính xác. Bỏ thêm để kéo bình quân xuống. Đúng rồi anh Cân Phạm. Ngày hôm qua em nhảy vô em mua cái ông Ma Rà 20 đồng 50 sen, tự nhiên cái ông rớt xuống còn có 17 đồng bạc. Trời ơi mày rớt hả mày? Mày rớt tao mua mày thêm. Mày đỏ tao mua mày thêm. Mày rớt, mày càng rớt tao càng mua. Em mua hồi thành 200.000 đồng bạc Ma Rà luôn. Đó, giờ tôi đang sở hữu mười mấy ngàn xe cổ phiếu Ma Rà. Bỏ tài. Nhà tài trợ của chương trình hôm nay là tiệm vàng Đức Kiêu Rì, nằm trên đường Đao La trong khu nhà hàng Kim Sơn, số điện thoại là 281-495-4345. Hello chị Thúy Kiều, good morning chị Thúy Kiều nha. Hello chị Ellen. Đi chơi thi nên mua không anh? Dạ thì đi chơi thi nó bắn lại 32-33 đồng rồi đó chị. Dạ bắn lại đó, từ 27 đồng bắn ngược lên 32-33 đồng hôm qua. Cái gì đây? Tony bán Ma Rà chưa? Trời ơi em mới mua 200.000 đồng bạc nè, bán gì chị? Chưa có bán chị Catherine ơi, em mới mua vô 200.000. Bữa hổm em lời cái em bán rồi, bây giờ em mua lại ngày hôm qua. Dạ. Mấy ổng bắn liền, sợ tổng thống Trump lên là sẽ hủy bỏ. Dĩ nhiên rồi, khi mà tổng thống Trump trở lại tòa Bạch Ốc là sẽ hủy bỏ hết tất cả các lệnh này của ông Biden nha quý vị. Ok, sẽ hủy bỏ hết tất cả các lệnh mà ông Biden ổng cho phép Ukraine, hay là về kinh tế, hay là về chính trị, hay là về quân sự, hủy bỏ hết. Bữa hổm tôi đi đây có chia sẻ hàng trăm sắc lệnh mà tổng thống Trump sẽ ký để đi ngược lại cái thời ông Biden ngay lập tức sau khi tuyên thệ 11 giờ sáng ngày 20 tháng 1 năm 2025. Và đó cũng là cái giờ phút mà cái thị trường nó sẽ bắn ào ào nha quý vị. Tony Lê nhắc lại, hiện tại bây giờ cái thị trường chưa phải là bull run, nhớ kỹ nha. Chúng ta vẫn còn đang sống dưới cái chính sách của tổng thống Mỹ Joe Biden và bà Harris. Tất cả những cái gì xảy ra trong mấy ngày vừa qua là tại vì thị trường nó vui mừng khi nghe tin tổng thống Trump đắc cử, chứ chưa phải là bull run, chưa có gì thay đổi cả. Quý vị đợi tới khi tổng thống Trump vào tòa Bạch Ốc, ngồi xuống cầm cái viết ký những cái sắc lệnh ngược lại của ông Biden, thì lúc đó thị trường nó mới bắt đầu nó sẽ đi lên. Và nó đi lên mà quý vị không kịp mua luôn là tại vì nó bắn ào ào. Thành ra đây là cái thời điểm tốt để cho chúng ta có cơ hội trở thành triệu phú đô la.
nếu chúng ta có khả năng đầu tư. Ok. Em còn giữ DJ Thi. Dạ ok chị Thúy Kiều, hello chị Hoa Trần. Good morning anh Bông Dân Dân Hăng. Hello chị Quyên Nguyễn nha. Cái gì đây, chị chào Tony, chúc em ngày mới vui vẻ, may mắn, bình an. Cảm ơn chị Thương Tô. Dạ. Cái ông Michael đó quý vị, ổng mới mua thêm mấy chục tỷ đồng bạc, đồng Bitcoin. Bây giờ cái cổ phiếu ổng gần 400 đồng bạc rồi. Tony lên suy nghĩ, từ đây đến cuối ngày chắc trên 400 đồng bạc đó ông Michael á. Thế mà chưa đâu quý vị nha, chưa đâu, từ từ. Vài bữa nữa ổng lên tới 800-900 ngàn bạc mỗi một cổ phiếu bây giờ đó. Quý vị đợi chờ chờ đi, cái ông Michael đó. Mong Tổng thống Trump sớm đưa nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Dĩ nhiên là anh Đức ơi, dạ. Dĩ nhiên rồi anh Đức ơi, dạ. Ma là 19 đô, dạ đúng rồi anh, dạ. Ngày hôm qua em mua 20 đồng 50 sen, nhưng mà em đi xe riết nó còn lại 18 đồng 50 sen. Tại hôm qua nó rớt rầm rộ, nó càng rớt em càng mua. Thử coi thằng nào liều hơn thằng nào, thử coi thằng nào lì hơn thằng nào. Tôi đi lên lì lắm quý vị, nó rớt là tôi đi lên cứ nhảy vô mua thôi. Cái gì? Mình muốn đầu tư cổ phiếu mà không biết liên hệ Tony hướng dẫn. Dạ anh chị ơi, Tony Lê thật sự thì cũng không có hay gì hơn anh chị đâu. Thành ra Tony Lê cũng không dám hướng dẫn anh chị hay là bà con cô chú bác gì đâu. Tony Lê chỉ chia sẻ những gì Tony Lê đang làm. Ok, nhớ kỹ nha. Tony Lê chỉ chia sẻ những gì Tony Lê đang làm, chứ không có dạy ai, không có hướng dẫn ai, hay là không có dụ dỗ ai làm theo. Thì quý vị xem, thì quý vị thấy Tony Lê làm gì, thì quý vị có thể tìm hiểu và coi quý vị có muốn làm theo hay không, thì cái quyền của quý vị nhé. Chứ Tony Lê không có phải là một nhà mà giống như những người khác là dạy người ta hay là chỉ người ta cách làm giàu hay là lấy tiền người ta. No. Tony Lê là người thích chia sẻ những gì mình đang làm để cho bà con nghe, xem chơi cho vui và lấy đó làm kinh nghiệm trong cuộc đời, trong cuộc sống. Ví dụ những cái mà Tony Lê đầu tư như thế này, quý vị có thể xem và quý vị có thể nghiên cứu và tìm hiểu và coi có quý vị có nên đầu tư hay không đó, chứ không vậy đó. Cái gì, Michael 404 đồng rồi hả? Trời ơi, nhanh vậy. Em tưởng nó là từ đây đến trưa nó mới vượt qua 400, ai ngờ mới đây mà nó vượt qua 400 rồi hả chị? Very good. Ông CEO mới bỏ vô thêm mấy chục tỷ đồng bạc mua Bitcoin. Ông này ổng là chuyên gia collection Bitcoin. Cái thằng Michael này là ông vua của Bitcoin đó quý vị. Ông chứa rất là nhiều Bitcoin, ông dự trữ rất là nhiều Bitcoin. Alright. Mà đặc biệt bây giờ nguyên cái chính quyền của Tổng thống Trump ai cũng ủng hộ crypto. Đặc biệt là Tổng thống Trump cũng ủng hộ crypto. Cho nên sau ngày 20 tháng 1 quý vị sẽ thấy không còn cơ hội mua xì tóc hay là crypto nữa đâu. Tại vì nó bắn ghê gớm lắm. Nó bắn ghê gớm lắm. Yeah. Cả nhà bấm like cho Tony. Cảm ơn anh Bung Sà Rông. Cái bữa tiệc ở nhà hàng Kim Sơn bữa đó yêu cầu mặc đồ sao vậy Tony? Dạ chị Kim Lai, thì chị muốn mặc gì chị mặc chị. Miễn sao chị đừng có không mặc là được rồi chị nhé. Chị muốn mặc đồ gì cũng được. Đồ sexy, đồ bình thường, đồ lịch sự, đồ vest, đồ gì. Cái quyền của chị nhé. Em không có đòi hỏi chị mặc gì đâu chị. Dạ cái bữa tiệc đó là tụi em không có đòi hỏi hay là ra luật lệ là chị phải mặc váy hay là mặc củng hay mặc đầm gì đâu chị nhé. Chị muốn mặc cái gì chị cảm thấy chị comfortable. Thông tin mới nhất, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng tôi từ chối chấp nhận một vòng chiến tranh không hồi kết khác ở Ukraine. Tôi muốn hòa bình, còn họ muốn tiền và xung đột, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đẩy chúng ta đến bờ vực của thế chiến thứ ba. Mà thành thật mà nói, nó đã và đang diễn ra rất nhanh. One person in the world, and this person Donald Trump, can stop the war during 24 hours. The question is, what the price, and who will pay? So, do you think you will pay? I think in his, I'm not meaning that his idea to push us to pay, but if he want to do it during 24 hours, the simple way is to push us to pay, because it's understandable how. It means just stop and give, and forget. Sanctions out, everything out. Putin will take the land. Putin will be will make a victory for his society. We will never go on this, never. And there is no any guy in the world who can push us to do it. One.
Khi đứng cạnh Tổng thống Ukraine Zelensky, Tổng thống Trump khen ngợi Tổng thống Putin và nói rằng Putin muốn chiến tranh kết thúc và chúng ta hãy nói rõ ở đây. Và thực sự những người hiểu về chiến sự ở tại Ukraine và Nga đều biết rằng đây là bàn tay lông lá của đám thế lực ngầm của khối NATO muốn châm ngòi cho cuộc chiến khi thúc giục Ukraine gia nhập khối NATO và trở thành biến Ukraine trở thành cửa ngõ để đi vào Nga. Hành động tự vệ này Tổng thống Trump thấy quá rõ ràng nơi ông Putin đã diễn ra, và trong suốt thời gian qua chiến tranh Nga chỉ là những cuộc chiến tranh ven biên giới để bảo vệ biên giới của Nga. Còn Ukraine thì vẫn đang hưởng lợi những số tiền khổng lồ từ chính phủ ngầm Hoa Kỳ gửi qua